Đến với cuốn video thứ hai chia sẻ vườn cảnh nhà ông Vũ Thạo, thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chúng ta chia sẻ những tác phẩm tầm nhỏ và bonsai mini. Tôi giới thiệu với các bạn tác phẩm xanh. Vâng, đây là cây xanh Nam Điền. Nét già của cây xanh đã thể hiện rất là đặc biệt. Tôi thấy có cái một cái kỳ lạ, tất cả những cái rễ từ cái bé tơ đũa mà mốc trắng hết lên đến tay chi và cho lên đến ngọn luôn, thế mới độc đáo, mốc như phủ một lớp xi như thế này. Vâng, và thật là ngạc nhiên, đến đây tôi gặp một cây si mà chúng ta quan sát cái phần bệ rễ nó cũng mốc khủng khiếp như này này. Hay thế nhỉ? Chung một màu như là những cây xanh. Vâng, tôi thấy một cái tác phẩm ruối. Đưa một cái tay hoành ra cũng rất đẹp, cũng mốc hết. Hay nhỉ, cái khu này nó vẫn cứ chung cái điểm mốc như thế này, kể cả từ ruối đến si. Vâng, mà vườn ông Vũ Thạo này tôi thấy cũng rất nhiều là ruối đấy.
Đây cũng vậy. Vâng, và ngay trước căn nhà của gia đình, tôi thấy ông có một cặp đôi cây du. Đây là cặp đôi du đối xứng. Ông kê hai bên. Thiết kế từ chậu cho đến đôn rất giống nhau. À, đây xin giới thiệu các bạn, đây là người giúp việc. À, tôi có hỏi thì bà nói là tôi là người ở cho ông Thạo. Vâng. À, người ở cho ông Thạo đây. Và tôi chụp bức ảnh kỷ niệm giữa ông Vũ Thạo và bà giúp việc của ông. À, đây là cái ảnh bìa của video thứ hai nhá. Bắt đầu tôi chụp này. Vâng, đây là cây du thứ hai. À, đối xứng. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với cái dàn bonsai mini. Và những cây tầm nhỏ dọc theo cái lối đằng trước của ông Vũ Thạo này cũng tương đối nhiều. Bà giúp việc đang bảo ông Thạo là cái gì mà bôi nước bọt đấy không biết được. Vào cái đám mà là cây nó nứt ấy, thì nó chóng chóng À, tức là bôi vào những chỗ cây nó nứt thì nó chóng liền. Tôi mới nghe tôi lại cứ ngợ ngợ. Đây là cây nguyệt quế. Và có hai con bướm nó đang tình tứ ở trên cây nguyệt quế này, nhưng mà nó thấy mình đến cái nó bay mất một con mất một con rồi. Con à. Đấy, bây giờ ta đi từ đầu này xem những cái tác phẩm tầm nhỏ và mini của ông. Đây, từ đầu này đây. Tất cả những cái nét già lua đã thể hiện từ nấm mốc như thế này. Nam Điền Hà Nội đấy. Là đây. Có sao hết rồi. Tóm lại là tất cả những cây của ông là nó đóng tem suốt từ giấy mép mặt rễ mặt bệ cho lên đến 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 ngọn. À, chúng ta đến với vườn ông Vũ Thạo thì các loại cây cũng như là kích thước lớn nhỏ sẽ đáp ứng được cho các bạn. Đấy, cây này là nó nổi bềnh hẳn cái rễ của cái chậu tròn trước này. Nó trở thành cái lòng chậu đây này. Giả quá. Trắng hết rồi. Cây nào thế nhỉ? Nó lâu quá rồi.
Cây này của ông trả thì một thời gian nữa cũng chả mấy đâu, cũng lại trắng hết rồi. Nó đang trắng từ trên xuống dưới, cây này trắng từ trên xuống dưới, không phải từ dưới lên. Thế thì, ui rồi cây này thế. Cây này cũng yếu yếu rồi. Tôi không chẳng nhẽ tôi hỏi ông là đây là si hoàng thạch hay là bỉm sơn. Đây, các bạn mà yêu thích những cái dòng xanh cổ tầm nhỏ sẽ đáp ứng được cho chúng ta nếu nói về cái độ tuổi. Không phải bình luận gì hơn. Chút nữa thì nó già ngay mà. À, trên này tôi đã thấy đấy, đúng rồi. Trên ngọn đã có cây mốc hết rồi. Hiện tượng đấy kiểu già từ trên xuống. Đấy lại không già nữa lên nó kiểu như đây cây 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 cây. Đây ngay như cây si này của ông thế này. Cây si này nó cũng già lắm rồi. Cây si này đúng là quét nước si. Kinh quá. Nó đầy hết rồi. Nó già đến cảnh con này. Nó đầy ra cái cảnh nó già đến cảnh con này. Cây bên kia cũng thế, cây bên kia thì không được giảm cái này. Vâng, chúng ta đang quan sát những dòng cây nhỏ và mini. Tác phẩm Cần Thăng. Và đây cũng có một cây si nữa. Cây đấy là cũng nhiều tuổi đấy, nhưng mà không bằng cây này thôi, nhưng mà cây đấy là cũng già. Cây đấy là trai nó già theo kiểu u biếu. Đấy, chứ không phải trắng toát như cái kia, nó u biếu. Đấy, lại thế. Già theo kiểu... Đây là cây túc à? Cây sộp à? Cây sộp. À. Cái sộp mà dưới nó có cái rễ nó lại vành khăn. Đấy. Xong đó rễ lại rễ nhỏ lại trước đây là cái chậu. Lại à cái rễ vành khăn là cái rễ của cái chậu bé. Cái chậu trước. À, sau đó khi bỏ chậu ra thì cái rễ nhỏ nó lại quắp lên cái rễ đó. Đấy, đúng rồi. Đấy. Đây, nó lại tràn ra. Đây tràn ra. Ừ.
thứ ba ở cái cây này là chưa được nữa, thằng nó cắt cây này là cái lấy đúng không về 20 phân chúng ta phải có này thằng này. Vâng, để kết thúc cuốn video thứ hai, những cây tầm nhỏ và mini, chúng ta đến với một tác phẩm xanh của ông Vũ Thảo nữa. Đây là cây xanh dòng xanh Nam Điền. Tầm nhỏ với cái bóng dáng cũng rất là hay. Cây này á? Cây này giờ nếu mà giao lưu thì ông lấy bao tiền? 15 triệu. 15 triệu cây này á? Giả 10 triệu rồi chưa đồng ý. Giả 10 triệu chưa đồng ý. Cây này qua cái lượng thông tin của tôi có thể các bạn sẽ đưa về gần được, bởi vì nói về tuổi thì không phải bàn nữa rồi, và nói về về bóng dáng, về khuôn cây thì cũng vừa phải, nó là cây tầm nhỏ, cho đi chơi các triển lãm nước là rất dễ dàng. Chắc chắn là nếu mà đến chủ khác người ta sẽ thu chậu lại, chứ không để cái chậu chậu to nhỏ, chứ không để cái chậu to này. Cái này hay. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng cuốn video thứ hai để cho chuyển tiếp một cuốn video nữa, giới thiệu vườn ông Vũ Thạo, thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng.